Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Audio Hải Ngoại. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong chuyên mục Tâm sự thầm kín trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay sau đây thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một tâm sự có tựa đề: Tôi chết lặng khi vợ không mảnh vải che thân, nằm bên người đàn ông khác ngay cạnh con trai của mình. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Tôi và vợ cùng sinh năm 1985, yêu nhau từ năm 2004, đến năm 2008 thì ra trường. Yêu nhau từ năm đầu tiên học đại học, học cùng lớp với nhau. Đến năm 2011 thì chúng tôi tổ chức đám cưới. Vợ tôi thấp và đen lắm, 1m50, còn tôi thì cao 1m80. Nhưng mà tôi không quan tâm điều đó, tôi đã giữ trọn lời hứa lập gia đình với cô ấy. Tôi ở Hà Tây, còn vợ tôi thì ở Bắc Giang. Chúng tôi học cùng nhau về lâm nghiệp. Năm 2010, cô ấy bắt đầu sự nghiệp ở một tỉnh miền núi Cao Bằng. Còn tôi thì bắt đầu sự nghiệp kinh doanh ở Hà Nội. Trước đó, vợ tôi trúng tuyển công chức trên Cao Bằng. Tôi cũng đã định lên đó công tác, vì lúc đó tôi có bằng chính quy, chỉ xét tuyển là trúng ngay. Nhưng mà tôi nghĩ, bố mẹ hai bên sau này già yếu, mình mà đi xa như thế thì không tiện về để chăm sóc. Hoàn cảnh bên gia đình vợ, bố mẹ chỉ có hai đứa con gái. Em trai vợ tôi mất năm 2008, khi nó đang học lớp 11. Và vợ tôi là chị cả. Còn nhà tôi, thì tôi là con trai cả. Nghĩ như vậy, nên tôi đã quyết định ở lại Hà Nội làm việc cho gần. Tôi luôn luôn tin tưởng và yêu thương vợ tôi hết mực. Và tôi kiếm tiền chỉ mong cho cuộc sống sau này vợ con được sung túc. Chúng tôi xa nhau suốt, chỉ một vài tháng mới được gặp nhau một lần. Năm 2014, vợ chồng chúng tôi sinh em bé. Hoàn cảnh ở xa, nên bên nội bên ngoại không ai lên chăm nom bé được. Tôi đang kinh doanh cũng khá tốt, nhưng lo vợ một mình chăm con vất vả, sinh ra bệnh tật. Vợ tôi cũng kêu ca suốt ngày, yêu cầu tôi lên chỗ vợ tôi công tác, chăm con cho vợ tôi đi làm sau khi hết kỳ nghỉ thai sản. Thế là tôi bỏ hết sự nghiệp để lên chăm con cho vợ đi làm. Đợi đến khi con cứng, đủ tuổi, chúng tôi mới gửi nhà trẻ. Thực ra tôi rất muốn vợ tôi bỏ nghề để về Hà Nội làm ăn cùng với nhau. Tôi nghĩ vợ chồng phải gần nhau thì mới ổn định được. Tôi đề xuất nhiều lần nhưng vợ tôi không đồng ý. Tôi rất buồn, nhưng tôi nghĩ mình nên tôn trọng quyết định của vợ và tìm cơ hội để cho vợ về gần. Tôi đã sống kiểu ăn bám vợ như thế suốt một năm. Tôi nghĩ rằng mình tạm thời như vậy thôi. Sau này khi nào con tôi đi lớp, tôi sẽ tiếp tục trở về Hà Nội đi kinh doanh. Trong một năm ở trên cùng với vợ, tôi không làm ra kinh tế, cảm thấy rất khó khăn về tinh thần. Vợ tôi rất hay cáu gắt. Có lẽ là do tôi không làm ra kinh tế, thì phụ nữ họ không thích, rồi so sánh tôi với người này người kia. Tôi cảm thấy rất buồn, nhưng tôi bỏ qua, vì tôi cho rằng vợ tôi mới sinh con, nên có thể sinh ra nóng tính, như các trang báo mà tôi hay đọc. Về tài chính thì mấy năm trước tôi đi làm được bao nhiêu, cuối năm tôi đều đưa hết cho vợ. Tôi là người không đàn đúm ăn chơi. Vợ tôi thích gì, xe máy, điện thoại, laptop, tôi đều mua cho vợ. Thế nhưng vợ tôi chưa bao giờ công khai tài chính cho tôi biết. Tôi chưa bao giờ hỏi cô ấy đi làm lương được bao nhiêu. Nhưng tôi đoán lương trên vùng cao cũng khá ổn, 7 đến 8 triệu gì đó. Tình cờ có hôm tôi biết được, vợ tôi nói chuyện với mẹ vợ về mấy cái khoản vợ tôi gửi về cho ai đó vay mượn cũng khá lớn. Thế là tôi góp ý, bảo cho ai vay hay như thế nào thì nói với tôi một câu, chứ đừng có che giấu. Vì như vậy, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Vợ tôi tỏ ý không hài lòng. Và bắt đầu từ đó chúng tôi nảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Có lần tôi quyết định nói với vợ, phải ngồi nói chuyện với nhau thật là nghiêm túc. Từ đấy chúng tôi mới tạm ổn. Nhưng kể từ đấy tôi bắt đầu cảm thấy giảm sút đi một chút niềm tin đối với vợ của tôi. Rồi một năm trôi qua, đến năm 2016, vợ tôi bảo tôi ở lại trên đó làm ăn. Nhưng quả thực tôi không thể ở trên đó được, vì tôi vẫn nghĩ sau này bố mẹ chúng tôi hai bên sẽ thế nào đây.
Thế rồi một ngày bố tôi lâm bệnh hiểm nghèo, bệnh tim vào cuối năm 2016. Thế là tôi tức tốc về lo toan mọi thứ, trong khi đó không có ai gánh vác ngoài tôi. Tôi không biết trông cậy vào ai được. Bố mẹ tôi đều làm nông nghiệp nên không có của ăn của để như nhiều gia đình khác. Tôi lo chi phí cho bố tôi chữa trị cũng khá là tốn kém. Hiện giờ bố tôi ổn định, chỉ hàng tháng đi khám và lấy thuốc một lần. Đến đầu năm 2017, tôi bắt đầu đi làm về đúng nghề tôi đã học cho một công ty tư nhân. Công việc khá thuận lợi, mức lương ổn định mà lại gần nhà nữa. Tôi cố gắng làm việc, góp ít vốn để kiếm cơ hội cho vợ tôi chuyển công tác về gần nhà. Vì lúc này tôi đang làm cho mấy bác nghỉ hưu cấp cao nên tôi đang cố gắng tạo mối quan hệ. Chuyện chẳng có gì nếu như tôi không phát hiện từ đầu năm nay vợ tôi hay đăng tin lên Facebook như đi uống nước, đi làm đẹp. Từ đó tôi bắt đầu sinh nghi. Tôi vẫn bình thường và hay gọi điện thoại động viên hơn trước. Thế nhưng vợ tôi rất hay kiếm cớ sinh chuyện, rồi nói bóng nói gió có người quan tâm chăm sóc cho hai mẹ con. Những lúc đó tôi rất buồn, chỉ biết nói với cô ấy là cô ấy hãy suy nghĩ cho thật kỹ, và nếu có thật thì đừng có trách tôi. Thế rồi ngày mùng 1 tháng 6, tôi lên thăm vợ con. Bất chợt vợ tôi nhờ một người đàn ông đến sửa cho cái bàn gỗ trong nhà. Người đó đến và tôi có cảm giác không ổn tí nào. Vào nhà không chào hỏi tôi, mà anh ta giống như chủ nhà vậy. Tôi bắt đầu nghi ngờ, nhưng không nói gì. Vài ngày sau tôi trở về đi làm bình thường, thì có tin nhắn lạ, bảo vợ tôi có bồ. Ngay sau khi tôi về, thì người đàn ông kia lại đến. Tôi buồn lắm, tôi nhắn tin lại là tôi vẫn tin tưởng vợ tôi. Rồi tôi quyết định một ngày lên bất ngờ, tóm gọn xem sao. Tôi vẫn hay gọi điện hàng ngày, tỏ ra rất bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra. Gần một tháng trời trôi qua và thường xuyên tôi nhận được tin nhắn là vợ tôi cặp bồ. Thế rồi một ngày tôi nhận được tin nhắn, hình ảnh có một chiếc xe để trước nhà và cửa lại đóng chốt bên trong. Trong đầu tôi suy nghĩ lung tung, nhiều cảnh tượng không được đẹp trong đầu. Tôi rất hay ngủ mơ, vợ tôi đang ăn nằm với chính thằng hôm trước tôi gặp ở trên nhà. Rồi lại một ngày, có một cuộc gọi từ số, bảo là ngày nào người đàn ông đó cũng đến, trưa đến, tối đến, đều đặn. Tôi đã quyết định lên ngay. Tôi đi xe máy quãng đường 400 km. Tôi không kịp đi ô tô, vì sáng ra không có chuyến nào đi Hà Nội và Hà Giang cả. Tôi đi một mạch không nghỉ ngơi ăn uống, mà chỉ đổ xăng, vì tôi nghĩ rằng tôi sẽ lên sớm để bắt quả tang. Trong lòng của tôi như lửa đốt, trong đầu thì suy nghĩ rất nhiều. Nếu như chuyện đó xảy ra, tôi phải xử lý ra sao? Tôi phải giải quyết như thế nào? Cứ như vậy quãng đường hơn 400 km, tôi đã cố gắng đi. Tôi đi từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối thì đến nơi. Hôm đấy mưa to gió lớn, đá lở kinh hoàng vì nơi đó thuộc miền núi nên rất nguy hiểm. Xém tí nữa thôi là tôi đã bị một tảng đá lớn rơi vào đầu. May mắn ông trời có mắt thương lấy tôi. Khi tôi đến nơi, tôi thuê một nhà nghỉ và đợi đến tối khuya tôi mới vào để tóm gọn. 10 giờ hơn tôi bắt đầu đi đến nhà trọ và bắt đầu quan sát thì phát hiện chiếc xe như người lạ giấu tên gửi cho tôi. Tôi bình tĩnh núp vào một chỗ mặc cho mưa gió. Và hơn 11 giờ tôi bắt đầu thấy họ tắt đèn. Tôi điên tiết lắm rồi và cố đợi khoảng 15 phút sau tôi bắt đầu xuống khóa xe thằng kia lại, sợ nó chạy mất. Chẳng biết làm thế nào để lọt vào trong nhà nhẹ nhàng mà quay được cái cảnh làm bằng chứng. Thế là tôi đạp bung cửa vào thật nhanh, bật đèn điện lên vào phòng ngủ. Đau lòng quá, tôi chỉ hận rằng sao họ có thể làm như thế ngay cạnh con trai của tôi. Tôi đạp thằng kia, đập đèn pin vào mặt của nó. Nhưng do tôi yếu quá, vì một ngày trời đi mà không ăn uống gì nên sức của tôi đã đuối. Tôi trói vợ tôi lại, chờ đến sáng để giải lên công an huyện cùng với tang vật của thằng kia bỏ lại, một chiếc xe máy, một cái điện thoại và toàn bộ quần áo. Con trai của tôi chứng kiến từ đầu. Nó có gần 3 tuổi thôi, thế mà không khóc lóc gì. Chắc là đang sợ hãi việc vừa rồi xảy ra.
Tôi hỏi con là ai hay đến ngủ với mẹ của con, thì con trả lời rõ ràng tên của thằng kia. Tôi cho con đi ngủ, nhưng con không ngủ. Cứ thế tôi mới cởi trói cho vợ, để vợ tôi ru con ngủ. Cả đêm tôi thức trắng, nghĩ lại thấy mình cũng liều. Nhỡ chúng nó sát hại bịt đầu mối như bao nhiêu hoàn cảnh xảy ra trên báo đài, thì lúc đó tôi biết phải làm sao. Tôi gom tang vật lại, khóa xe thằng kia cẩn thận. Tôi yêu cầu vợ tôi cho con ngủ, rồi ra ngoài nói chuyện rõ ràng. Từ khi tôi vào nhà cho tới khi con tôi ngủ, tôi đã bật sẵn điện thoại cho bố mẹ vợ tôi nghe từ đầu đến cuối. Trời mưa to, và một lúc sau tôi thấy mấy thằng khác chạy xe máy lòng vòng. Tôi cầm dao to đứng ngoài cửa nhà. Tôi nói rằng thằng nào mà phi vào, tôi sẽ bảo chết thằng đó. Mãi một lúc sau thì không còn thằng nào chạy vòng vòng nữa. Tôi nghĩ bây giờ con mình sống như thế nào đây, nếu như bố mẹ ra tòa ly hôn. Con tôi còn quá nhỏ để hiểu được chuyện của vợ chồng tôi. Vợ tôi bắt đầu van xin để cho vợ tôi làm lại từ đầu. Tôi suy nghĩ cả đêm và đã đưa ra quyết định. Một là vợ tôi viết giấy cam đoan toàn bộ tài sản của cải hai vợ chồng tích cóp do tôi giữ và nuôi con, rồi tôi để vợ tôi tự lựa chọn hạnh phúc của mình. Hai là vợ tôi và thằng kia phải xin lỗi con tôi trước mặt tất cả hàng xóm ở trên này. Chắc chắn là rất nhục nhã. Và sáng hôm sau, tôi đã giải quyết như vậy. Tối hôm tiếp theo, tình cờ tôi đọc được cái tờ giấy vợ tôi đặt vòng tránh thai. Tôi điên tiết lắm. Nhưng mọi chuyện đã thế rồi, tôi hiểu vì sao vợ tôi lại ngoại tình. Trước đó, ngày 15 tháng 6, sau khi tôi về, vợ tôi có bảo tôi là cô ấy bị sẩy thai. Rõ ràng là tôi lên ngày 1 tháng 6, vợ tôi bảo sinh hoạt an toàn. Tôi biết thừa có con với thằng kia, nên vội vàng đi phá. Đến bây giờ vợ tôi vẫn khăng khăng là con của tôi. Tôi không cho bố mẹ đẻ biết, vì bố tôi mắc bệnh tim, sợ rằng khi ông biết chuyện thì rất nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại tâm trạng của tôi rất là bất an. Tôi chưa đi làm được, vì lúc nào cũng nghĩ tới chuyện vợ tôi ngoại tình, rồi nghĩ tới cảnh hai người kia quan hệ trước con của tôi, mà tôi cảm thấy rất là nhơ nhớp. Tôi rất bất an, vì bây giờ cứ tiếp tục thế này, tôi không thể làm gì được nữa. Tôi đã tha thứ và bảo vợ tôi về, nhưng nhất quyết bảo không về nữa vì còn sự nghiệp. Nếu bây giờ tôi quyết định ly hôn, thì con tôi lại lớn lên không có mẹ, mà giờ chia cắt hai mẹ con, thì tội nghiệp cho con trai tôi, vì từ bé nó đã ở và theo mẹ. Hàng ngày tôi gọi điện cho con, nó bảo rằng nó nhớ bố và yêu bố lắm. Bố lên đây ở với con, tôi không biết phải giải quyết như thế nào. Đây đúng là tâm trạng bối rối và hoang mang của tôi. Tôi mong tất cả mọi người có thể góp ý và tư vấn chân thành cho tôi, để tôi có thể giải quyết được vấn đề. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị một tâm sự trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe cái tâm sự này đúng là chết lặng thật sự, bởi vì làm chuyện người lớn trước mặt một đứa trẻ mới 3 tuổi, thật sự là ám ảnh thật sự luôn. Tâm An cũng cảm thấy rất là buồn vì một người mẹ mà không biết suy nghĩ cho con mình như thế. Ngay cả những chuyện người lớn làm cái gì, chúng ta cũng nên tránh mặt trẻ con đi. Còn cái câu chuyện mà bạn muốn giải quyết, muốn chúng tôi góp ý tư vấn chân thành, thì quả thật là rất là khó khăn. Bởi vì khi con người mà trải qua rất là nhiều cuộc đời, những cái chuyện buồn vui trong cuộc sống này, thì chúng ta thường thường nói một cái từ, đó là giá như. Giá như ngay từ lúc đầu chúng ta không xa nhau, giá như ngay từ lúc đầu anh quan tâm tới chị hơn một chút, đừng để cho chị bơ vơ một mình ở trên đấy, có bầu chăm sóc con cái một mình. Khi mà bố mẹ còn trẻ thì chúng ta hãy ở bên nhau. Ngay từ lúc đầu nếu như mà anh nghĩ rằng hay là mình lên đó 1-2 năm cùng với vợ, xong rồi hai vợ chồng cùng về lại Hà Nội kinh doanh, thì có thể là mọi chuyện nó đã khác đi. Nhưng mà bởi vậy nên mới có cái từ giá như, đúng không quý vị? Mọi chuyện cũng xảy ra rồi, bây giờ chỉ cần ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề này thôi. Tâm An thấy rằng chắc là do hoàn cảnh đã xô đẩy hai con người này xa nhau, họ không còn tình yêu với nhau nữa. Giống như chị vợ vậy, chắc hẳn là do hoàn cảnh ở trên đấy xa chồng, xa con, một mình bơ vơ vất vả, chị ấy đã ngoại tình. Và chị ấy xem như đó là một điều hiển nhiên để giúp cho mình giải tỏa
bởi vì chồng ở xa, không còn ai để bên cạnh để bấu víu. Chị ấy đã như vậy rồi, và không còn là một người vợ mà anh đã từng yêu thương nữa. Chị ấy đã thay đổi như thế. Anh có bảo chị ấy về Hà Nội thì chị ấy cũng không về nữa. Thế nên Tâm An nghĩ rằng hạnh phúc không thể cưỡng cầu. Con người ai cũng luôn luôn thay đổi vì hoàn cảnh, vì thời gian. Tâm An nghĩ rằng có thể ly hôn là một giải pháp tốt nhất bây giờ. Không mang lại đau đớn, cũng không nên kéo dài cái tình trạng này quá lâu, bởi vì chúng ta luôn phải hướng về tương lai để chăm sóc cho một hạnh phúc mới của đứa con của mình. Còn nếu như anh nghĩ rằng con mình nó đang còn nhỏ quá, mình không thể chia cắt nó và mẹ được, thì hãy chấp nhận điều đó là vợ ngoại tình và hãy lên đó sống với chị để có thể hàn gắn lại gia đình này. Nhưng Tâm An nghĩ rằng nó rất là khó khăn. Khi tình yêu trong hôn nhân không còn nữa thì cái sự hàn gắn đó sẽ không thể tồn tại được lâu. Ban đầu có thể là hàn gắn gượng ép vì đứa con của mình, hai vợ chồng hàng ngày vẫn sống với nhau, nhưng nó không thể kéo dài. Khi mà trái tim đã vụn vỡ, những cái chuyện trong quá khứ nó sẽ luôn luôn nó nhảy trong đầu của mình, và mình không thể nào mà ức chế nó lại được, không thể kìm nén nó được. Thế nên đối với chuyện này thì Tâm An khuyên chân thành là nên giải thoát cho nhau để bắt đầu một cuộc sống mới. Còn quý vị như thế nào? Chắc hẳn là có rất nhiều người sẽ không đồng tình với ý kiến của Tâm An. Thế nên quý vị hãy cho vị khán thính giả của chúng ta một lời khuyên chân thành nhất nhé. Tâm An xin thay mặt cho vị khán thính giả xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.